Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty Đại Nam để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Một nguồn tin cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã âm thầm điều tra, củng cố chứng cứ đầy đủ vững chắc. Việc bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc liên tục 5 tháng, hệ thống hóa những vi phạm của bà Hằng và đây là thời điểm chín muồi để thực thi pháp luật. Xuyên suốt quá trình bà Nguyễn Phương Hằng livestream, các cơ quan chức năng đã mời bà Hằng lên nhắc nhở khuyến cáo ít nhất 4 lần. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bị bà Hằng xúc phạm danh dự, nhục mạ, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng Internet, Facebook, YouTube. Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đã xem xét xử lý các đơn này. Được biết, tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính do thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, bước đầu xác minh bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Hằng để điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.